Muốn khỏe mạnh, trước nhất phải cần chăm chút giấc ngủ. Nhưng thực tế có một số sai lầm thường xảy ra khiến bạn ngủ không được ngon giấc, gây tổn hại đến cả lục phủ ngũ tạng, cơ thể suy nhược từ lúc nào mà không rõ. Không tập thể dục nhiều, vận động mạnh. Tập thể dục quan trọng cho sức khỏe, góp phần làm cho bạn ngủ tốt hơn. Vấn đề ở đây là nếu vận động mạnh hoặc tập thể dục trong vòng 3 tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ sẽ làm tăng nhiệt độ cơ thể, kích thích cơ bắp khiến bạn khó ngủ hơn. Trước khi đi ngủ có thể thiền định, nhưng không nên tập thể dục mạnh. Một vài phút thiền định trước khi đi ngủ là rất tốt. Có thể chỉ đơn giản làm động tác ngồi xếp bằng hai chân tự nhiên trên giường, hai tay chồng lên nhau đặt lên đùi, hít thở nhẹ nhàng tự nhiên, cảm giác như tất cả các lỗ chân lông đều theo sự hít thở ra ngoài. Không xem TV hoặc lướt web, ngồi trước màn hình trước khi đi ngủ sẽ khiến người ta khó ngủ hơn. Nguyên nhân là do ánh sáng của màn hình có thể cản trở sự phát triển của melatonin, loại hormone kích thích buồn ngủ. Vì vậy lời khuyên cho bạn là nên tắt máy vi tính và TV ít nhất 1 giờ trước khi đi ngủ. Khi tắt máy tính, TV, hãy tiện tay tắt luôn cả máy phát wifi, chuyển điện thoại sang chế độ máy bay. Sóng điện làm hại não, tăng nguy cơ ung thư, điều này đã được các nhà khoa học chứng minh. Không tắm nước nóng, cũng như tập thể dục, tắm nước nóng có thể giúp bạn dễ ngủ hơn. Tuy nhiên không nên tắm ngay sau khi chuẩn bị đi ngủ, vì lúc đó cơ thể bạn sẽ nóng lên, mồ hôi tiết ra làm bạn khó ngủ hơn. Lời khuyên cho bạn, hãy để cơ thể bạn thật mát mẻ trước khi đi ngủ. Không uống cà phê, rượu. Caffeine hay rượu đều làm cho bạn khó ngủ, nhưng uống bất kỳ loại nước nào trong vòng 1 đến 2 tiếng trước khi đi ngủ sẽ làm bạn muốn đi vệ sinh và làm gián đoạn giấc ngủ. Bạn cũng không nên để mình khát mà đi ngủ, vì có thể lúc nửa đêm bạn phải dậy để uống nước, nên uống nước hợp lý trong cả ngày là tốt nhất. Không ăn đêm hoặc quá sát giờ đi ngủ. Bữa cơm tối không nên ăn quá no, trước khi đi ngủ cũng không nên ăn để tránh tăng gánh nặng cho dạ dày, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ. Ăn đêm còn là nguyên nhân khiến mỡ bụng nhanh chóng tích lại, vừa làm hại sức khỏe vừa kém thẩm mỹ. Không làm việc hoặc làm bài tập, cho dù là công việc hay bài tập, thì hãy để qua sáng hôm sau dậy sớm mà làm. Bởi làm việc trước khi đi ngủ sẽ kích thích bộ não và gây ra những căng thẳng không cần thiết. Thử hỏi làm sao bạn có thể ngủ ngon khi đang bị stress. Không đọc những câu chuyện hay. Nhiều người thường đọc truyện thấy hay và tự nhủ, ồ, chỉ còn mấy trang nữa thôi, ráng đọc cho hết. Bất thình lình nhìn lên đồng hồ đã 2 giờ sáng rồi, và bạn nhớ rằng phải thức dậy lúc 6 giờ. Các chuyên gia lý giải, việc đọc một cuốn sách hay hoặc một bài luận hay một cuốn tiểu thuyết hay trước khi đi ngủ sẽ khiến bạn hưng phấn, khó ngủ hơn. Việc có thể tệ hơn nếu bạn đọc sách trên thiết bị điện tử. Do vậy, bạn nên tìm đọc những cuốn sách nhàm chán, như vậy bạn sẽ dễ buồn ngủ hơn. Không tranh luận, cãi vã. Người ta cũng nói, tâm ngủ trước rồi thân mới ngủ sau, điều đó hoàn toàn chính xác. Nếu bạn đi ngủ sau một trận cãi vã, trạng thái tâm lý này sẽ được đến sáng hôm sau. Chẳng mấy ai có thể ngon giấc khi vừa xung đột với người nào đó. Cách tốt nhất là giải quyết sự xung đột hoặc hòa giải suy nghĩ tiêu cực trước khi lên giường đi ngủ. Không suy tính chuyện tương lai, chuyện gì đã qua thì cho qua. Không nên bàn tính nghĩ ngợi về quá khứ khi đã nằm trên giường, lại cũng không nên suy tính chuyện tương lai. Đây không phải là lúc bạn tỉnh táo nhất để lập ra những kế hoạch. Hãy gác lại bất cứ điều gì, hít thở thật sâu và đều, yên tĩnh nghe nhịp thở của bản thân mình, xem như thân thể mình là hư không dần chìm vào trong giấc ngủ.